Xin chào mọi người, mình tiếp tục hướng dẫn khai triển hình gò. Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cái hình này ở video trước là chiếc này là mình sẽ cho cái hình này nó cắt một cái đường tròn để nó gắn vô cái ống phi 200 này, là mình sẽ vẽ cho nó ôm vô luôn. Là mình nói sơ bộ lại là cái này là cái hình vuông tròn, là mình cái hình tròn là 200 nhân 3.14 bằng 628 chia cho 4 bằng 157. Tất nhiên là 157 là nó hình vuông, tại vì cái hình vuông nó chạy theo kích thước của đường tròn. Là mình chỉ cần vẽ một tấm tôn thẳng là ra luôn, ra một cái hình vuông tròn. Là mấy video trước là mình đã làm, nhưng ở lần này là mình sẽ vẽ cho nó cái hình giống vậy, nhưng mà nó cắt ra một cái đường tròn 200. Tại vì cái hình này là mình có thể làm nhận vô cái đầu của cái bá lông hay là một cái silicon, là mình nhận vô cái hình tròn này nè, là cho nó ăn vô luôn, ăn vô về luôn, là mình vẽ luôn. Rồi bắt đầu mình vẽ. Rồi, trước tiên mình vẫn lấy lên chiều cao là 200, y chang như vẽ mấy cái hình trước. Tại vì là hình vuông nó chạy theo đường tròn. Đo qua 628, 628. Mình vẽ y chang hai video trước của mình. Rồi, này là 7/8. Trăm năm mươi bảy. Bảy mươi tám. Rồi bắt đầu mình gạch thước vuông lên. Rồi bắt đầu mình vẽ ngay cái mặt thứ hai nè, là mình vẽ là mình chia, mình sẽ cắt cái đường xéo ngay chỗ ngay giữa là 100. Tất nhiên là kích thước này là nó tự chạy. Đấy, cái này là mình vẽ là cũng như mình vẽ chế vậy đó, là không có quan trọng cái hình vuông ở dưới. Vuông qua. Chiếc này mình vẽ cái hình này là nó sẽ ăn vô cái ống 200. Nó sẽ ăn vô cái ống tròn luôn. Rồi bắt đầu mình đo cái đường này là 100,
180 nè, mình chia làm 2 là 9 phân. Rồi bắt đầu mình gạch cái vuông ngay chỗ này ra, là mình lấy cái đường tròn 200 là mình quay ngay chỗ điểm này nè. Rồi mình gạch thước vuông ngay chỗ chướng giữa này nè, để mình lấy cái tâm quay. Rồi bắt đầu mình lấy kim ba, là mình lấy đường tròn 200 nè, là 100, G100. Rồi mình quay. Rồi mình lấy ngay chỗ này mình chia ra làm đôi nè, là 9 phân, 180 là 9 phân. Mình gạch thước vuông ra. Rồi bên đây cũng 9 phân. Rồi mình mới để đường tròn vô 100 200 nè, là mình gà ngay hai điểm này nè, gà điểm thứ nhất nè với điểm thứ hai là nó ăn, là mình quay qua, là mình dời cái kim ba theo cái đường cong đó nè, là cái đường tròn này là G100 nè, 100 là mình quay ra là nó 200 á, ra phi 200. Đó rồi mình quay qua luôn. Rồi qua bên đây, qua bên đây mình đặt, mình cũng gà hai điểm luôn. Rồi bắt đầu mình quay. Rồi bắt đầu mình sẽ gạch mấy cái đường tam giác nè. Cái đường ngay chỗ này là mình sẽ gạch dời qua đây, mình không có gạch ngay giữa nữa, tại vì nó cắt ngay đường tròn nè, mình phải gạch né cái đường tròn này nè, là mình bẻ lên nhìn nó mới đẹp, chứ mình không có gạch xéo qua gì được. Rồi bên đây qua. Trước tiên là mình gạch mấy hình tam giác về trước. Tại vì cái hình này là mình vẽ, mình chỉ có bấm kích thước ra của phi 200 nè, là ra 6 28, mình chia ra làm 4 là mình vẽ nguyên cái tấm tôn thẳng luôn. Bởi vậy là mình vẽ ở dưới là nó chạy cái đường hình vuông theo là kích thước tự chạy,
chỉ có hai cái đường hai ngoài bìa này là nó vẫn còn lại 157. Tất nhiên mấy cái hình này là mình vẽ là đường tròn nó chạy theo là nó còn lại 157 nè, là của ống hai tấc. Dành cho này là mình vẽ lượng mình chế vô một cái món đồ gì đó là mình có thể là mình để vô luôn là nó rất là tiện. Tại vì mình vẽ nó cũng lẹ nữa, tại vì mình vẽ tấm tôn ngang qua hả. Chủ yếu mình chia mấy cái đường này ra làm bốn nè. Rồi bắt đầu mình ship lại cho mấy bạn xem. Thế là mình đã hoàn thiện xong cái hình vuông tròn ha, nó sẽ ăn vô cái ống này nè, thấy không? Là mình vẽ luôn cái đường cong, mình cắt luôn, mình cắt trước luôn rồi mình mới bẻ ra một cái hình vuông tròn là nó ăn vô cái ống luôn nè. Nó cũng giống như hình này, nhưng mà mình vẽ luôn cái đường tròn này rồi mình mới gạch mấy cái đường đó là mình bẻ ra là nó ăn vô được cái ống. À, đáng lẽ là mình vẽ, nếu mình vẽ mấy cái hình này đó là mình nên mình vẽ dài ra, tại cái này mình vẽ hơi ngắn nè, mình vẽ dài ra là nó sẽ tròn, tại vì cái này mình vẽ có 200 mà cái chiều này có 200, đáng lẽ mình vẽ là nó cỡ 300 hoặc 400 mới đúng, là nó sẽ tròn, nó nhìn nó đẹp. Cái này nó không được tròn cỡ lắm nè, nó được có 8 xác nè. Là mình áp dụng cái hình này nè để mình chui cái đường ống vô, là mình muốn kiểu cọ hay gì đó là mình làm về luôn, cũng như vô mấy cái đầu bá lông mà hứng bụi hay silon là mình sẽ vẽ chế về là nó vô luôn. Thay vì mình cắt cái ống thì mình cắt cái ngàm nó cũng tương đương, nó cũng ngang ngửa với thằng này, tại vì mình làm về là mình tại mình vẽ cái tấm tôn nó thẳng mà thẳng rồi mình bẻ vẽ luôn là nó vẫn ăn vô. Khi mình hít kiểu cọ mình mà ngoè á, là mình làm kiểu này kiểu kia á, là mình làm vậy luôn. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, mong mọi người ủng hộ và đăng ký cho mình. Xin chào mọi người.